Xin chào các bạn đến với kênh Blog TV. Hôm nay mình đang đi chúc Tết mọi người ạ. Đang đi chúc Tết ở một nơi rất là xa. Và mình sẽ cho mọi người xem con đường lên trên bản nhá. Đây mọi người có thể thấy, đây cho mọi người xem. Không hiểu đường khó thật. Đây là đường. Xin chào. Thế mà lúc trước vẫn đi học rồi nhỉ, nếu mà không trọ thì. À thế à? Thế vẫn đi về được á? Đúng là học sinh. Học sinh nghèo vượt khó. Bây giờ nên giáo viên. Đây thầy giáo. Đi mấy năm trời? 6 năm à? Nhưng mà năm nay mới. Ô thật là chưa có điện đấy. Thật đấy. Cho mọi người xem quần áo của mình. Mình mặc áo trắng. Bây giờ không biết là thành màu gì rồi. Kinh khủng luôn. Vượt qua bao nhiêu con sông, con suối, bao nhiêu con đèo, giờ ta đã tới nhà. À, chào anh em cái nhỉ. Xin chào tất cả anh em. Đây cuối cùng lên đến nhà rồi. Thấy gì đâu? Có thể thấy là hôm nay thì chúng ta đã quay lại thời gọi là cô ạ. Thời Hùng Vương thứ 16. Thời Hùng Vương thứ 16. Năm mới ạ. Chúc cô sức khỏe. Vâng. Cháu mình thế. Em chị ạ. Xin gái em được. Xin gái chứ. Hôm nay là lên chơi thăm cái bản nhé mọi người, lên thăm cái bản. Thầy phải xin số biết được, xin số biết được. À đây, không phải đây à? Đây em gái chúng ta xinh xắn. Bỏ trong bếp bắt đầu. Chú ạ. Đây. Thì cảnh ở đây đẹp thật là tuyệt vời. Thì các bạn biết là tôi là bộ đội. Tôi đã từng giải rất tiếc. Không một chỗ nào là tôi đáng ngại cả, nhưng mà đến nhà bạn mình hôm nay tôi thực sự cảm thấy choáng. Choáng. Đây mình tới nhà đây rồi. À mình đứng ở đây mình chụp ảnh nhà đây. Mọi người biết không, đây tới nhà đây. Chưa có điện luôn nhé mọi người, chưa có điện luôn. Không biết là đây uống nước kiểu gì nữa. Nhưng mà chưa có điện. Mình thấy không phục thật. Tinh thần học sinh nghèo vượt khó. Đây. Không nhưng mà mình thấy, nghĩ lại mình thấy mình không phải là kém cỏi nhưng mà đúng là đất nghèo sinh ra những nhân kiệt. Đúng rồi. Bạn đấy nghĩ mãi không ra đấy. Cái đất này sinh ra đồng chí Hoàng Văn Mừng. Đồng chí bây giờ là đang là một hiệu trưởng trường đại học ở thành phố Bắc Giang. À vâng. Vào nhà uống nước mấy cháu. À, được tôi làm mời. Cái này có thể chuyển sang nhật và các bạn và tinh thần cố gắng của đồng chí Hoàng Văn. Tôi xin chúc mừng năm đầu xuân năm mới. Chúc toàn thể gia đình em sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhiều cái mới. Năm mới chúc toàn thể gia đình. Đây vẫn đang bật mừng cho mình quay một đoạn nhá. Được không? Đây, bạn chuẩn bị đang tắt điện mọi người. Điện. Tắt điện bằng bình ắc quy nhá. Điện vào lát cả tới nhá, không bị ắc quy chưa lên. Không nhưng mà đây. Đây đang chuẩn bị tắt điện đây. Đây là cái bình ắc quy nha mọi người, đây bình ắc quy này. À đây, có điện rồi. Cái máy không thấy quân về mà. Chắc là con này lại thêm con nào nó không tìm về. Đáng lắm anh này. Đáng lắm nhá. Để tớ quay một đoạn nữa. Thế em vừa nãy nấy chưa? Chưa. Ôi may quá. May chưa nấy, xinh xắn em mà.
Đâu vậy em lên uống nước mừng. Chuyển sang Nhật à? Không, cái này đang mình ấy mà mình đang làm anh kênh YouTube mà. À. Không mừng à nhầm. Thịnh đang làm kênh. Có một kênh của Thịnh mà. Ừ, đây là các bạn của mình. Mọi người thấy nào khi mà nên đến nơi? Vừa vui vừa mệt nhưng mà vừa vui vừa mệt nhưng mà rất là thú vị. À, rất thú vị. Thú vị ở điểm nào? Nhưng mà không phục, không phục thật. Đến hôm nay cảm giác như này này, đến với nhà bạn mừng đây. Ừ. Các bạn sống ở thành phố hoặc là những nơi mà thành thị tấp nập đông đúc người qua lại, nhiều ánh đèn điện qua đêm. Ba ơi, thì hy vọng mọi người vẫn không uống rượu không ra được đâu mọi người, không uống rượu không có ra được bên ngoài đâu. Tôi uống nước lọc cũng được bạn. Uống nước lọc. Thành vật kiểu như hoang sơ thì chưa tỉnh nhỉ. Ai mà thấy thành phố bon chen quá muốn ở được về đây nhá. Ừ. Đăng ký địa chỉ trên đây. Đây thầy giáo. Mừng. Đi Facebook là hoàng mừng. Suối An Tân Sơn Lục Ngạn Bắc Giang. Hiện tại đang nhập à. Đang cố gắng kiếm cô người yêu đấy. Chuyên nhân ngày xưa sống ở trên núi nên là mừng là cháu thứ là cháu thứ 10 nhỉ. Sau khi ông đời ông cụ thứ 10 đã bỏ nghề chăn dê ở trên núi thì mình bắt đầu xuống đây và làm ruộng. Đây khu này rất là hoang sơ luôn mọi người, chỉ có cây vải thôi. Vẫn quay à? Đang quay. Từng là ấy rồi mà. À, có hai nhà ở mừng. À, hay dưới đấy là bếp. Đấy là kho. À, kho à? Sao bảo em lên nhà đi sao để kho thế? Đây, toàn cây nhà lá vườn thôi mọi người. Đây là tự cung tự cấp luôn. Nhưng mà trong đấy rất là ít nhà, có vài nhà thôi. Ôi, trên kia có mấy con ngỗng này. Thì mọi người xem nhé. Đây, trên này có mấy con ngỗng đang lên trên rừng này. Ừ, để mình vào luôn. Chú vào nước chú. Vâng.